Kính chào quý vị, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thưa quý vị, tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng ngoại giao kết nghĩa đã và đang mang đến nhiều cơ hội hợp tác mới cho tỉnh Bình Dương và các đối tác tiềm năng. Mới đây nhất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và chính quyền bang Nebraska, Hoa Kỳ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương và đây là tiền đề để các nhà đầu tư xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Bình Dương và bang Nebraska, Hoa Kỳ, thời gian qua, chính quyền hai địa phương đã có các cuộc làm việc xúc tiến trước khi đi đến hợp tác kết nghĩa để đẩy mạnh mối quan hệ. Trong chuyến công tác năm 2022, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến thăm làm việc với bang Nebraska. Tháng 1 năm 2023, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế bang Nebraska đã sang thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và trao đổi về việc xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương của Ngài Thống đốc bang Nebraska, Hoa Kỳ và Phái đoàn Doanh nghiệp của bang vào ngày 12 tháng 7, lãnh đạo hai địa phương tiếp tục trao đổi về những tiềm năng thế mạnh, chia sẻ về những cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Lợi thế mạnh nhất của bang Nebraska là nông nghiệp, sản xuất sản phẩm cơ khí nặng cho ngành nông nghiệp, giáo dục bậc cao, dịch vụ công, tài chính, bảo hiểm. Còn với tỉnh Bình Dương đang thực hiện chiến lược phát triển vành đai công nghiệp của vùng và cả nước, xây dựng thành phố thông minh. Những năm qua, tỉnh Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế xã hội và về tốc độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Hoa Kỳ hiện đứng thứ 10 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh Bình Dương, với tổng số dự án đầu tư là 133 và tổng số vốn gần 1,34 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Với những nền tảng cơ bản này sẽ là tiền đề để triển khai hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Bình Dương và bang Nebraska, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn là giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và chính quyền bang Nebraska, Hoa Kỳ đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế và giáo dục. Sau khi ký kết, hai bên sẽ ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực và chuỗi giá trị cung ứng, đồng thời cùng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Việc hai bên ký kết biên bản ghi nhớ là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và vun đắp cho quan hệ hai bên ngày càng thiết thực và phát triển. Trước tiên, chúng tôi muốn biết thời điểm khi nào có thể đón tiếp phái đoàn tỉnh Bình Dương sang bang Nebraska để trao đổi cụ thể hơn về các kế hoạch hợp tác để hiểu nhau nhiều hơn, trong đó có mảng giáo dục. Hai bên đã thống nhất là sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục vì thế hệ trẻ chính là tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể để các em ở lại phía sau. Nhìn chung, hai bên có nhiều mục tiêu phấn đấu tương đồng, nên chúng tôi rất phấn khởi trước triển vọng hợp tác giữa bang Nebraska và tỉnh Bình Dương. Với sự tương đồng trong các lĩnh vực đào tạo như khoa học công nghệ, sức khỏe, kỹ thuật, kinh tế, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Trường Đại học Nebraska Omaha cũng đã ký kết hợp tác phát triển, tạo điều kiện mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển cho sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm, trao đổi sinh viên, các dự án học thuật. Tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng ngoại giao kết nghĩa đã và đang mang đến nhiều cơ hội hợp tác mới cho tỉnh Bình Dương và các đối tác tiềm năng. Chúng tôi đã tiếp đón nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, trong đó có đoàn của bang Nebraska, Hoa Kỳ do thống đốc bang làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc và ký kết biên bản hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai địa phương sẽ tạo được tiền đề cho sự hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng việc ký kết biên bản hợp tác hữu nghị này là một trong những cái điểm nhấn trong công tác đối ngoại song phương của tỉnh Bình Dương. Tích cực mở rộng hợp tác song phương và đa phương sẽ thêm nguồn lực để Bình Dương phát triển nâng tầm trong giai đoạn mới, thực hiện được kỳ vọng chung là tạo ra một cộng đồng tốt đẹp hơn cho tất cả người dân. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, các sở ban ngành và địa phương đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 4, 2023. Vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Có 3 địa phương giảm trên 50% số người chết vì tai nạn giao thông là thành phố Dĩ An, thành phố Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các địa phương phía Nam từng bước được khắc phục. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể, trong 6 tháng qua, đã phát hiện gần 49.700 trường hợp, xử phạt trên 41.600 trường hợp với tổng số tiền gần 124 tỷ đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 234 vụ, làm chết 110 người, làm bị thương 201 người, làm hư hỏng trên 400 phương tiện. Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đó là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, hoàn thiện hạ tầng giao thông để ngăn ngừa nguy cơ. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các vi phạm. Sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại đầu cầu Bình Dương, lãnh đạo các đơn vị Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh đã tham dự hội nghị. Trước bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, diễn biến phức tạp khó lường, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ở các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên, đã tham mưu đề xuất trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2023 với quy mô dự kiến khoảng 200.000 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành như bố trí kinh phí mua vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ chủ động trong điều hành, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 875,8 ngàn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, đã thực hiện miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 70,3 ngàn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 804,6 ngàn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán. Tại hội nghị, toàn ngành tài chính, nhất là các đơn vị có liên quan như hải quan, thuế, đã tập trung thảo luận những giải pháp tài khóa, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% GDP của năm 2023 đã đề ra. Tiếp tục chương trình giám sát đầu tư công năm 2023, sáng nay Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với một số sở ban ngành về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn. Theo đó, thì Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện giám sát kế hoạch đầu tư công của các đơn vị, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và 4 đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Các dự án đầu tư công gồm Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông, Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Nước thải tỉnh và Ban Quản lý Dự án Ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương. Báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023, các đơn vị chịu sự giám sát cho biết các dự án đầu tư công trọng điểm ở các lĩnh vực ngành của tỉnh đang được tập trung thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, nhìn chung thì tiến độ thi công giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều dự án còn chậm so với kế hoạch năm. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chủ đầu tư dự án cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai đầu tư công. Đơn cử như trình tự thủ tục liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án còn phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Thông qua hoạt động giám sát nhằm giúp tỉnh đánh giá thực chất tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Dĩ An khóa 12 và Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Uyên khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Dĩ An khóa 12 đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023, dự báo tình hình, đề ra những giải pháp khả thi để tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại biểu chất vấn vấn đề công tác thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An Hồ Quang Điệp nhấn mạnh, sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố có giải pháp khả thi, hiệu quả để đưa nghị quyết kỳ họp đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương. Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, giám sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phối hợp giải quyết tốt vấn đề dân nguyện. Bí thư Thành ủy Dĩ An đề nghị cử tri và nhân dân thành phố tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giám sát tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Uyên khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 28 báo cáo, 1 thông báo, 7 tờ trình, 7 nghị quyết. Trong đó, trọng tâm là thảo luận đánh giá về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian cho đại biểu chất vấn 3 vấn đề. Việc chi trả chính sách không dùng tiền mặt cho người có công, bảo trợ xã hội, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, kết quả thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư. Các đại biểu đã phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung cụ thể, đóng góp nhiều ý kiến cho các báo cáo, dự thảo nghị quyết vì sự phát triển của thành phố Tân Uyên, đồng thời đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri và nhân dân, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay Thành đoàn Thủ Dầu Một tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương và thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, đoàn viên thanh niên thành phố Thủ Dầu Một đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh linh, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hoa dâng hương các anh hùng liệt sĩ, đoàn viên thanh niên thành phố đã đến thắp hương trên từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân. Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, Thành đoàn Thủ Dầu Một đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, ngụ tại phường Phú Lợi, và thăm 42 gia đình chính sách, thương binh, người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Thành đoàn Thủ Dầu Một thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của Tổ quốc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, nỗ lực góp phần xây dựng quê hương Thủ Dầu Một ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị, những ngày qua tại các tỉnh thành Đông Nam Bộ, dịch bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng. Tại Bình Dương thì bệnh tay chân miệng cũng xuất hiện nhiều ở các địa phương phía nam của tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Nổi mẩn đỏ vài vị trí trên tay, chân bắt đầu nổi mụn nước, sốt cao, la khóc hoặc ngủ ly bì là những gì mà những đứa trẻ trong phòng điều trị bệnh tay chân miệng này đang phải trải qua. Có con đang được điều trị tại đây, chị Cao Mỹ Tâm cho biết, chị đã phát hiện con mình bị tay chân miệng rất sớm và đưa vào bệnh viện kịp thời. Mấy ngày đầu thì bé sẽ bị nổi những mục li ti trong miệng á, bé sẽ than đau, xong rồi mình sẽ kiểm tra. Tay chân bình thường có nhiều trẻ thì sẽ bị tay chân trước, những phần thịt non á. Xong rồi sức thuốc nếu không hết thì mình phải đưa đi bác sĩ. Những trường hợp bị mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị đang liên tục tăng cao. Trong tháng 6 có 88 ca nhập viện điều trị, tăng gấp 4 lần so với tháng 5 2023. Còn những ngày đầu tháng 7, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận trung bình 10 ca bệnh tay chân miệng mỗi ngày.
Đó là còn chưa tính các ca khám ngoại trú. Bệnh tay chân miệng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu là chúng ta theo dõi và điều trị các cái biến chứng, điều trị hỗ trợ. Thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải phòng bệnh. Phòng bệnh thì ở các cháu ở cái lứa tuổi mà dưới 5 tuổi thì nó dễ mắc các cái bệnh này và nó có nhiều biến chứng ở lứa tuổi này. Bảo bố nó cứ khóc lóc leo quấy liên tục à. Sao mà cũng có nghi ngờ. Nghi ngờ sao một biểu nó hẻ miệng re đỡ coi á. Thấy nó có mấy nốt, chị dẫn nó đi khám luôn. Rồi bác sĩ nói là nó bị tay chân miệng cho nhập viện. Bệnh tay chân miệng có nguy cơ tăng cao là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc phòng bệnh này cũng không phải là điều quá khó. Cách phòng bệnh là chúng ta phải vệ sinh môi trường, sàn nhà, với các cái chỗ mà em bé nó có thể với tới, ví dụ tay nắm cửa, ví dụ như là điện thoại vân vân. Và vệ sinh tay của bé cũng như tay của người chăm sóc bằng xà bông dưới vòi nước thì sẽ hạn chế được cái tình trạng lây nhiễm bệnh. Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Điều đơn giản để hạn chế mắc bệnh này là phải thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường nơi sinh sống, học tập và làm việc. Các phụ huynh cũng cần phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản về loại bệnh này để có thể xử lý kịp thời, không để những tình huống xấu xảy ra. Sáng nay, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho hơn 210 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bậc mầm non trên địa bàn huyện. Trong một ngày tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được truyền đạt một số nội dung về văn hóa, đạo đức, kỹ năng giao tiếp trong môi trường giáo dục hiện nay. Nghe thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Bắc Tân Uyên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Lớp học được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện nhà, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện. Nhằm quản lý khai thác phương tiện kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, sư đoàn 7 quân đoàn 4 tổ chức hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023. Tại hội thi, các thí sinh là sĩ quan, quân dân chuyên nghiệp trải qua các phần thi, thực hiện ngày kỹ thuật xe tốt, khu kỹ thuật hành chính, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nhận thức. Bên cạnh trình diễn khu kỹ thuật chính quy, xanh, sạch đẹp và các sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, các thí sinh thể hiện kiến thức tổng hợp về các quy định chuyên ngành về luật giao thông đường bộ, phương pháp và thực hành bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục sự cố, hỏng hóc xe, máy, thực hành lái xe quân sự trong các tuyến hình phức tạp. Qua hội thi, nhằm để nâng cao chất lượng khai thác phương tiện kỹ thuật và xây dựng chính quy, công tác, kỹ thuật, xe, máy. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.